giặc Mông Nguyên đang vượt sông Hoàng Hà tiến vào Tây Hạ. Triều đình kêu gọi tất cả trai tráng hãy cùng đứng lên để chống lại kẻ xâm lăng và bảo vệ quê hương xứ sở. Nghe đây, nghe đây! Giặc Mông Cổ đang tiến vào Tây Hạ, đất nước này rồi sẽ phải điêu linh. Trời ơi, anh ấy lại sai nữa rồi. Anh Bạc Đức! Dậy, anh Bạc Đức! Tỉnh lại nhanh lên! Canh mấy rồi? Anh có nghe thấy gì không? Hả? Nghe gì? Phải rồi. Hình như là có tiếng kêu của một vài con chim lạ. Hình như là... Không có gì khác hơn đâu. Có. Có gì? Tiếng gió ngựa, tiếng gào thét và tiếng gọi âm thầm của tổ quốc. Em nói gì anh không được hiểu? Giặc Mông Cổ. Giặc Mông Cổ ở đâu? Ở đây, trên đất đai này. Ôi, thầy kệ họ. Anh Bạc Đức, anh không nghĩ gì sao? Có gì phải nghĩ? Nhiệm vụ. Nhiệm vụ? Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ với quê hương, với nòi giống. Chiến tranh tạo ra là do những người chiếm đoạt, và nhiệm vụ là do những kẻ đương đầu. Chúng ta không phải là người giữ cuộc. Trời ơi là trời, nếu không phải là vợ của anh á, thì có lẽ... Lẽ sao? Em sẽ bỏ đi, đi thật xa, để không còn gặp anh nữa. Tại sao vậy? Tại vì anh... Anh sao? Phải, tại vì anh không còn xứng đáng là một người dân Tây Hạ. Anh đã quên nước, quên non, quên nguồn, quên cội, quên nghĩa bầy tôi, quên tình chồng vợ để vùi đầu trong chiếc đắng men cay. Sai suốt ngày không nhớ gì đến ai, không nhớ chuyện hôm nay, không biết gì đến tương lai. Rượu uống cay anh chỉ biết gục đầu, không còn nghĩ đến cơ đồ, không nhìn thấy nước non mình ngập tràn khói lửa chiến tranh. Trong thời buổi chiến tranh, ai sống ai chết mặc tình, ta chỉ cần nghĩ đến mình và chỉ cần được yên thân. Dù cho nước non đảo lộn, mặc cho tình thế đổi thay, ta cứ và cứ sai, không cần biết đến một ai. Quán là do tôi dựng lên, rượu do tôi mua về, dựng ăn uống khỏi trả tiền mà lại nói không cần biết đến một ai, là nghĩ làm sao? Kìa Hạ huynh. Thôi, khỏi cái huynh đệ gì hết trơn á, cứ gọi Hạ Thổ là được rồi. Hạ huynh, Hạ huynh có nghe thấy gì không? Nghe hết, nghe hết á. Hạ huynh nghe thấy những gì? Ta nghe được tiếng rên xiết của những người dân mất nước. Ta thấy được những thi hài nằm chết chẳng người chôn. Hạ huynh tính sao? Tính gì? Đi hay ở? Đi đâu? Tránh giặc. Dượng chỉ là một người hèn hạ. Bạc Đức, anh đã làm em thất vọng và khiến em ân hận vì đã lỡ yêu anh. Mỗi con người đều có một khối óc, và mỗi khối óc đều khác biệt nhau. Anh nghĩ gì? Tương lai. Anh chọn gì? Sự sống cho anh và cho cả luôn em. Em không cần gì tất cả, em chỉ cần anh nghĩ đến quê hương đất nước.
đất nước này rồi sẽ mất về tại Mông Cổ. Nhưng người dân Tây Hạ không thể làm nô lệ cho quân Mông. Thôi, em đừng nói nữa. Anh đã quyết định rồi. Anh đã quyết định? Phải. Và không có gì khiến được anh đổi ý. Vậy thì kể từ giờ phút này, Dương hãy rời khỏi nơi đây. Vì đừng bao giờ trở lại. Cái ngôi nhà này không có chứa chấp những kẻ phản bội quê hương. Anh nói anh đuổi tôi à? Được, tôi sẽ đi. Anh Bạc Đức. Hạ Lan Bình, dạng ra. Hạ Quynh. Tao phải đuổi nó ra khỏi nhà này tức khắc. Anh Bạc Đức, anh không còn yêu em nữa hay sao? Hạ Lan Bình, anh yêu em, yêu nhiều lắm. Nhưng mà tại sao? Chúng ta phải sống, vì thời thế đã đến trong tay. Em hãy yên lòng chờ đợi. Em sẽ chết. Anh Bạc Đức, anh Bạc Đức. Thằng khốn nạn. Hạ Quynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Không có làm sao hết đó. Cứ ở lại đây. Thằng Mông Cổ nào tới, tao nắm đầu tao quăng ra sân hết. Nhà ngươi định chống lại người Mông Cổ à? Chống hết, chống hết. Chống hai tay, luôn cả hai chân. Nhà ngươi là dân Tây Hạ. Đúng. Dân Tây Hạ, chỉ như thế này thôi sao? Như thế này là như thế nào? Tội lắm. Tội? Như thế nào gọi là tội? Yếu đuối, ngô nghê, nhút nhát. Đừng vô lễ. Còn nhà ngươi, nhà ngươi là ai? À Khắc Chu Sa, con trai của Vạn Phu Trưởng A Khắc Lữ. Thì ra ông là người Mông Cổ à? Phải, người Mông Cổ đã đặt chân dẫm nát Tây Hạ. Nhưng người Mông Cổ sẽ bại thua, vì toàn dân Tây Hạ đang dùng lệnh chiến đấu. Vô ích. Sức mạnh của người Mông Cổ không có gì ngăn chặn nổi, thì chỉ có một nhóm người yếu đuối làm sao chống cự nổi quân Mông mà hồng giữ vững gian sang. Chỉ một đêm thôi chúng ta sẽ sang bằng, đất Tây Hạ sẽ thuộc về Đại Mông chứ không thể khác hơn. Nước mất hay còn, người dân Tây Hạ vẫn chiến đấu trung thành. Thà chết cho quê hương chứ không hề chịu khuất phục muôn thương. Trên bước đường ta đi chinh phạt, đã chiến thắng dễ dàng từ Á sang Âu. Thì có sai gì một mảnh đất nhỏ nhòi mà các người lại dở dòng chiếu căng. Nhà ngươi nên cấm miệng, nếu muốn bảo toàn tính mạng thì hãy lui ra quân. Bởi khí hùng Tây Hạ không cúi đầu khuất phục. Dạ, thưa công tử. Kìa, Lão Lăng Y. Tướng quân cho đòi công tử về gấp. Có chuyện gì? Dạ, lão không được biết. Được, ta sẽ quay về. Đáng lý ra ta phải giết nhà ngươi, nhưng tạm tha cho nhà ngươi được sống, ta sẽ còn trở lại. Mẹ đã nói với con, mẹ không đi đâu cả, vậy mà con cứ bắt mẹ phải đi à? Tiêu Kim Yến, con dẫn mẹ đi đâu đây? Mẹ con mình qua sông tránh giặc, quân Mông Cổ đang tiến vào Tây Hạ, chúng ta không thể ở lại đi chờ chết. Rồi đây giặc giả sẽ tràn lan khắp nơi, biết đường nào mà tránh. Sống chết là do trời, nếu có chết mẹ muốn chết tại nơi đây, trên mảnh đất này,
chứ mẹ không muốn bỏ thay nơi đất lạ như. Mẹ lại nhắc đến chuyện cha con và em Tiêu Kim Phụng 17 năm rồi. Vậy mà mẹ cứ ngỡ như mới vài 3 tháng. Mẹ còn nhớ như in trong trí ngày cha con dẫn con Phụng ra đi. Cha con nói với mẹ rằng chuyến đi này là chuyến đi buông sao chót. Không ngờ câu nói ấy là sự thật. Vì chiếc thuyền buông bị chìm đắm bởi phong ba, giữa sông Hoàng Hà một buổi chiều đông, mẹ khóc suốt đêm ngày khi nghe được nguồn tin như sét đánh bên tai. 17 năm trôi qua như giấc mộng, những kẻ ra đi đã chết lâu rồi, mẹ còn nhắc lại làm gì. Không hiểu sao lòng mẹ vẫn hoang mang như họ còn sống ở dương gian. Từng phút cứ bảo rằng sẽ có ngày được tương phùng. Còn chỉ có một điều khuyên mẹ, đừng nên lo nghĩ nhiều hơn. Dạ, dạ thưa. Kìa, ông là ai? Dạ tôi. Ông muốn gì? Dạ tôi muốn hỏi thăm. Ông muốn hỏi thăm ai? Hình như ông là người Mông Cổ. Dạ không. Không, sao ông lại ăn mặc y phục của người Mông Cổ? Dạ phải, tôi là người Mông Cổ. Ông là người Mông Cổ? Ông là kẻ thù của dân Tây Hạ? Không, tôi là người Mông Cổ, nhưng tôi không giết người. Tất cả người Mông Cổ đều hung hăng và tàn bạo. Không, tôi chỉ là một tên thầy thuốc. Dù ông là gì đi nữa thì chúng tôi vẫn ghê tởm và khinh khi người Mông Cổ. Tại sao? Tại vì người Mông Cổ đang xâm lấn đất đai này. Tôi biết người Mông Cổ đang xâm lấn đất đai này. Tôi cũng đau xót như tất cả người dân Tây Hạ đều đau xót. Tôi khuyên ông hãy rời khỏi nơi đây, vì nếu gặp ông, dân Tây Hạ họ sẽ giết ông. Không, tôi không sợ gì cái chết. Nhưng mà Ông nói gì? Tôi nói mà không. Hình như đó là bản tánh tự nhiên của người thầy thuốc. Lòng chỉ muốn cứu người, nên tôi đau xót trước cảnh giết người. Cảm ơn ông. Nhưng dân Tây Hạ chỉ cần lòng thương hại của người Mông Cổ. Ông hãy đi đi. Cô nương, ông còn muốn nói gì nữa? Cô nương ơi, tự nhiên sao tôi nghe lòng mình rộn ràng, muốn gào thét lên một điều gì đó, nhưng rồi tôi phải ngậm câm. Thèm được nghe thêm đoạn cuối chuyện buồn 17 năm về trước. Nên lưu luyến khôn cùng, lòng không nỡ dối dời chân. Sao ông có ý muốn kỳ lạ vậy? Chúng tôi sắm sàn xong, ông rời khỏi đây ngay, kẻo mạng ông khó sanh tồn. Người Tây Hạ ai cũng năng thù Mông Cổ,
chuyện cũng đã khá nhiều. Ông mau hãy đi đi. Chân, tôi sẽ đi và mong có ngày gặp lại. Xin giả biệt. Mẹ, con thấy lão già đó dường như có tâm sự muốn nói. Không phải chuyện để cho mẹ con mình phải bận tâm. Dân, bây giờ để con đưa mẹ xuống bến tìm thuyền qua sông. Oh! Đẹp. Đẹp lắm. Gái Tây Hà đẹp như dần trăng 16, mắt rạng ngời như ánh lửa đêm tối. Ta chịu lắm, ta chịu lắm. Ông muốn gì? Ta muốn ngủ yên trong suối mắt đó, để ru hồn mộng mị với cơn mơ. Ta muốn say tình và quên đi chiến trận. Người Mông Cổ cũng biết làm thơ, người Mông Cổ cũng đa sầu đa cảm mà. Ồ, có chứ. Không, người Mông Cổ chỉ biết làm thơ bằng nét máu và ngâm thơ bằng tiếng thét giữa sa trường. Bậy nè. Người Mông Cổ cũng biết rung động con tim khi đứng trước một giai nhân tuyệt sắc. Nàng tên gì? Kìa, sao im lặng? Sao vẫn nhìn ta bằng đôi mắt lạnh lùng hờ hững? Hãy đến đây, hãy đến đây. Bỏ đây. Dừng tay. Hả? Cô nương, cô nương hãy đưa lão bà rời khỏi nơi đây lập tức. Xin dân. Nhà ngươi là ai? Tên gì? Cổ Thạch Xuyên. À, thì ra ngươi là một võ tướng Tây Hà. Quyền tước chỉ là một hư danh, ta chỉ muốn bảo vệ quê hương mình, không mất về tay kẻ khác. À, nhà ngươi nói rất tự hào, nhưng nhà ngươi làm được gì trước sức tiến quân của người Mông Cổ? Cầm cự và chiến đấu. Nhà ngươi được bao nhiêu quân? Không nhiều, nhưng đầy lòng quả cảm. Lòng quả cảm không giữ được thành trì, nhưng ít ra nó giữ được bản chất của một dân tộc yêu quê hương nòi giống. Mông Cổ rồi sẽ làm chủ đất đai Tây Hà. Sức mạnh của người Mông Cổ có thể xô lệch núi non, đạp đổ thành trì, nhưng không thể lay chuyển được lòng dân Tây Hạ. Ta không cần gì tất cả ngoài việc tiến quân. Nội đêm nay ta có thể sáng bằng Tây Hạ, để rạng sáng ngày mai cờ Mông Cổ che rằm khắp nơi, và cũng để ghi thêm một chiến công trên bước đường chinh phạt của một viên tướng đại mông. Mấy chục năm trời lưng gãy tuổi tên, sương máu đã đổ nhiều rồi trên dải đất Trung Nguyên. Sao người Mông Cổ vẫn còn tạo ra lắm nỗi điêu linh? Nếu như phải hy sinh thì tất cả những người dân Tây Hà cùng một lượt đứng lên, cùng một lòng chiến đấu với quê hương. Kiêu hùng lắm. Ta là kẻ cầm quân chinh phạt, ta thích những ai dám đương đầu với cả chết đó. Bình sinh con người vẫn thường sợ chết, nhưng chiến tranh không cần lý luận, chỉ cần sức mạnh và khôn ngoan. Bây giờ nhà ngươi chứng tỏ tài nghệ của kẻ cầm. Được, vậy xin mời. À! Đó. Ta đã nói trước, người Mông Cổ có thượng sức mạnh để làm chủ cả hoàng cầu. Nhà ngươi còn gì để nói nữa không? Luật chiến trường, thắng sống bại chết, ta không có gì để nói nhiều hơn. Nhưng thế nào? Đời làm tướng, ta muốn được chết trong danh dự. Người Mông Cổ biết nể trọng danh dự của kẻ thù,
ta dành cho ngươi một đặc ân xứng đáng. Ê, hãy tự xử đi. Cảm ơn. Khoan, kìa, tại sao không cho tôi chết? Tôi là một kẻ thù nguy hiểm. Trời sinh ra anh hùng, đâu phải để chết vô cớ như thế này. Lại nữa, tôi thấy ông không còn nguy hiểm. À khắc thiên kiều, tại sao con hành động như thế? Tại vì con thích gã ấy. Kìa, tại sao con nói gì lạ vậy? Cha, cha là kẻ cầm binh, cha không thích thái độ anh hùng của gã ấy sao? Có. Nếu ta biết dụng gã ấy thì có lợi cho sự tiến quân của chúng ta rất nhiều. Không, người Tây Hạ thà chết dinh hơn sống nhục. Không quyền lực nào có thể sai khiến Cổ Thạch Xuyên. Trận chiến này tôi đã bại, vậy các người hãy giết tôi đi, chứ tôi không hề chịu khuất phục trước ai đâu. Thà tôi chết đi mà còn giữ được thanh danh. Sống trên đời này không chỉ nghĩ đến thanh danh. Tôi khuyên ông rằng ông hãy suy xét lại là hơn. Từ trước đến nay luật chiến tranh ngang tàn của một kẻ cầm quân, và đây cũng là lần đầu ta không giết kẻ rơi gươm. Cha, như vậy có nghĩa là con nói đúng. Hôm nay cha mới thấy con gái của cha rất khôn ngoan. Con không chịu đâu. Cha nói vậy hồi đó tới giờ con ngu lắm sao? Lại giận nữa rồi. Thôi, cha lỡ lời chứ đâu phải cố ý nè. Cha xin lỗi đó. Con không biết đâu. Thôi, đừng giận nữa. Về trại cha sẽ bắt đền cho con. Quân, hãy trói gã này và dẫn về doanh trại. Khoan, cha, cha hãy để hắn lại đây. Con muốn cha vấn hắn vài điều cần thiết. Con hãy coi chừng, hắn là Cổ Thạch Xuyên, một võ tướng Tây Hạ đang cầm quân chống lại người Mông Cổ. Cha yên tâm, A Khắc Thiên Kiều không phải là hạng gái khuê phòng yếu đuối đâu cha. Nhưng con cũng nên thận trọng là hơn. Cha phải đi quan sát tình hình chiến trận. Dạ, cha đi. Tiểu thơ, tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết? Không ai lạ lùng trái ngược với ông á. Người đời thường vẫn sợ chết, trong khi ông lại định tìm cái chết. Ông chỉ là một kẻ đần độn, muốn khoác cho mình hai tiếng anh hùng. Tôi không cần lời khuyên đó của tiểu thơ, hãy giết tôi đi. Được, vậy ông còn muốn nhắn lại gì không? Với vợ ông, với con ông, hay là những người thân thuộc? Cảm ơn, tôi chưa có vợ. Ông chưa có vợ? Tội nghiệp hồn. Sao mà tội nghiệp? Từng tuổi này mà ông còn cô đơn như vậy, hẳn gái Tây Hạ chắc phải mê ông nhiều lắm. Mê là như thế nào? Một võ tướng có tài, sống độc thân thì làm sao tránh khỏi mắt xanh của những người con gái. Nè, tôi hỏi thiệt ông, ông được bao nhiêu người yêu rồi? Theo tiểu thơ thì mỗi một người đàn ông cần phải có bao nhiêu người yêu? Cái đó
còn tùy. Tùy như thế nào? Nếu là hạng đàn ông đứng đắn thì chỉ cần một người yêu, còn nếu là hạng người ông bướm thì bao nhiêu cũng không đủ. Tôi không thuộc vào hạng nào cả. Ông nói sao? Tôi chưa có người yêu nên chưa biết mình thuộc hạng người nào. Hả? Ông ông chưa có người yêu, tội nghiệp không? Lại tội nghiệp nữa? Tội nghiệp cái gì? Chưa có vợ, chưa có người yêu. Tôi tôi cần nói rõ lại, tôi không phải là gái Tây Hạ. Tiểu thơ muốn nói gì? Bất cứ một người đàn ông nào đứng trước một người con gái đẹp đều nói rằng mình chưa có vợ. Đến lúc lỡ yêu rồi mới biết họ có chừng một chục đứa con. Xin lỗi, tôi chưa hề có ý định tán tỉnh cô nương. Vì ông cho tôi là người Mông Cổ. Một kẻ thù thì đúng hơn. Ông thù ghét tôi à? Tôi thù ghét kẻ chiếm đoạt. Tôi oán hận giặc xâm lăng. Tôi đã dùng lên chiến đấu, nhưng tôi bất tài nên đành cam chịu nhục. Tôi chiến bại rồi hãy giết tôi đi. Giết tôi đi. Tôi muốn biết khi tôi giết ông rồi có ai khóc cho ông không? Cần gì điều đó? Chết là hết. Để cho kẻ khác khóc vì mình chỉ khổ họ thêm thôi. Bây giờ thử gạt bỏ ra ngoài tất cả, và nơi đây chỉ đặt ở cương vị ông là một người con trai, tôi một người con gái. Ông có thù, có ghét tôi không? Tiểu thơ nói vậy có nghĩa là tại vì ông là người đàn ông duy nhất đứng trước mặt tôi mà không tỏ ra đấm sai hay khiếp sợ, nên tôi nghe như có một tình cảm mang mang nhẹn nhúm ở trong. Mình gặp nhau giữa chiến trường.
hình như tôi cảm thấy yêu ông. Tôi với tiểu thơ đã đốt sinh ra trong trận chiến căm thù, thì chúng ta có bổn phận riêng mình, thì mọi người một con đường. Tôi nghĩ tình yêu sẽ san bằng tất cả. Nhưng tình yêu không khiến được tôi phản bội. Tôi chưa hề xúi ông phản bội mà. Nhưng yêu kẻ thù là phản bội lại quê hương. Hãy giết tôi đi. Không. Tại sao? Tôi cũng không biết nữa. Nàng đang nghĩ gì? Tình yêu. Tình yêu. Tình yêu vẫn thường làm khổ cho con người. Nhưng tình yêu nuôi sống con người. Và tình yêu lúc nào cũng đẹp. Cụ Thạch Xuyên, có bao giờ ông nghĩ đến tình yêu hay không? Bao nhiêu năm chồng chất miệt mài với ngày tháng cô đơn, đôi khi vẫn thấy buồn. Nhưng rồi cuộc sống chiến tranh đã khiến quên thời thơ mộng. Cho đến bây giờ thì... Thì sao? Nàng đã làm cho ta chợt nhớ. Ông nhớ gì? Ta vẫn sống cô đơn. Cố Thạch Xuyên. Thôi, nàng đừng nói nữa. Ta chỉ là một bại tướng đang cúi đầu chờ đợi chết mà thôi. Không. Tôi sẽ giải thoát cho ông. Tại sao? Tại vì cuộc chiến tranh này vô lý. Nàng đừng quên ta là người Tây Hạ. Giải thoát cho ta. Ta sẽ cầm gươm chiến đấu lại người Mông Cổ. Đành vậy. Nếu có một ngày nào ông bắt gặp xác của một người con gái Mông Cổ chết âm thầm ngoài trận mạc, xin ông hãy chôn cất giùm tử tế cho kẻ bạc phần được ấm cung lúc lâm chung. A Khắc Thiên Kiều, mai một tôi về tôi sẽ nhớ trời Tây Hà, nhớ người xưa. Chiều loáng loáng nắng trời Tây Hà. Trận chiến chưa tàn, gương giao trong tình yêu.
ra cổ tướng quân đã yêu người Mông Cổ. Kìa, Tiêu cô nương. Tướng quân, tướng quân đã quên mình là người Tây Hạ. Tướng quân đã quên đất nước mình đang bị dày xéo bởi gió ngựa quân Mông. Không, tôi vẫn nhớ. Nhớ? Tướng quân còn gì để nhớ khi song mắt của gia nhân đã khuynh đảo khách anh hùng? Tướng quân còn nhớ gì đến xứ sở quê hương, đến những người dân Tây Hạ đang cúi mặt khóc hờn giống quốc? Nàng là gái Tây Hạ, là người yêu của cổ Thạch Xuyên. Ta cảm thấy không cần phải trả lời câu hỏi đó. Nhưng ta buộc nàng phải trả lời câu hỏi đó. Nếu không, đừng tỏ ra lì lắm. Người Mông Cổ có thừa để trị những con ngựa bất kham. Người Tây Hạ không phải là một giống ngựa nòi Mông Cổ. Được, được lắm. Nàng hãy chờ xem. Còn ông, sao ông vẫn lặng im? Nàng muốn ta nói gì? Điều gì đáng nói? Tất cả đều vô nghĩa. Luôn cả tình yêu à? Có phải cô gái kia là người yêu của ông không? Thì ra ông chỉ là một kẻ lọc lừa xáo trá, cũng giống như bọn đàn ông có miệng lưỡi tô tần. Vậy mà tôi đã tin ông, cho nên bị ông gạt gẫm. À Khắc Thiên Kiều, Tôi với Tiêu cô nương đây chỉ là người quen biết. Và quen biết một cách thân thiện nữa kìa. Thôi các người hãy im đi, ta đã hiểu rồi tất cả. Câu chuyện quá rõ ràng, và ta đang cúi đầu chua xót. Trong tình cảnh này ở đây, tôi chỉ là tên bại tướng đã mất hết uy quyền, đâu còn gì để nói. Tôi đối xử với ông bằng cả tâm chân tình, vậy mà ông lại lộng lừa và đã rẻ khinh tôi. Vì gái Mông Cổ quá hung hăng thì không thể nào cùng người Tây Hạ kết thân nhau. À Khắc Thiên Kiều, hết rồi, ông nên giữ thái độ im lặng và cứ để cho một mình suy đoán. Đáng lý ra tôi phải làm một cái gì đó, chẳng hạn như rạch nát mặt cô gái này. Không, Thiên Kiều. Ông sợ à? Thiên Kiều, dù gì nàng ấy với tôi cũng cùng chung một nồi giống. Ông nói láo. Tại sao ông không nói rằng ông yêu cô ta? Nếu đúng như thế thì đã có sao? Nếu đúng thế thì không sao cả. Cuộc chiến nào cũng có kẻ thắng người thua, cuộc tình nào không có kẻ cười người khóc. À Khắc Thiên Kiều, thôi ông hãy đi đi. Tôi giữ đúng theo lời đã hứa, tôi giải thoát cho ông và trả tự do cho ông kể từ giây phút này. Đi, đi đi. À Khắc Thiên Kiều. Đừng, ông đừng nói gì thêm nữa. Hãy đi đi, trước khi tôi kịp đổi ý. Đi, đi hết đi. Ta chỉ biết nói với nàng một lời cảm tạ. Không cần nữa, đi, đi đi. Tiêu cô nương, chúng ta đi thôi. Thank you.
sao vậy? Hình như ta đã yêu rồi. Không, người Mông Cổ không có nghĩ đến tình yêu, mà chỉ nghĩ đến chiến tranh và chiếm đoạt. Mà không, hình như là ta đã khóc. A Khắc Thiên Kiều, anh Chu Sa, tại sao em khóc? Họ đã đi rồi. Họ đã đi rồi? Họ là ai? Tại sao em lại khóc? Em cũng không biết tại sao nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu? Người ấy là ai? Anh Chu Sa, một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ? Trời ơi, thôi, hết rồi. Anh Chu Sa, anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không. Yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà từ bấy lâu nay anh ôm ấp mãi ở trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương từng kỷ niệm trong đời. Mình đã có một thời chắc chiều trong lứa tuổi còn thơ ấu hồn nhiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơm. Lời anh nói ra em không hiểu được gì, anh đã buồn đã khổ vì ai, và đã từ lâu một điều quan trọng mà mãi lặng câm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh muốn nói với một người nỗi đau sâu gì yêu. Cũng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trở nên vào hiểm ra nguy, không bao giờ biết sợ sao bỗng nhiên nghe lạnh buốt cả tâm hồn. Nhìn áng mây trôi lòng cũng sắp xe buồn, lòng vốn tướng chợt nghe mềm yếu khi một lần đối diện với tình yêu. Xa, anh đã yêu và vì yêu mà đau khổ, thì chắc là anh hiểu được lòng em. Em chợt muốn bỏ yên cương rời xa đau kiếm, xóa tóc mây tô má thắm môi hồng. Thiên Kiều, có phải em và người đó đã hẹn hò đính ước? Không, người ta vẫn hững hờ và xem em như kẻ lạ người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại hững hờ xa lạ, thì còn gì đau đớn nào hơn. Gần gũi tất gan mà như giảng lý quan sang, tình căm nên nên tình đành tuyệt vọng. Tóc mây quằn quại bay
một thứ gì yêu quý nhất. Nếu một mai giữa xa trường anh gục chết, biết ai là người đắp mộ cho anh? Anh Chu Sa, anh nói gì lạ vậy? Thiên Kiều, anh không thể thản nhiên nhìn em đau khổ. Anh không thể tiếp tục câm nín để mất em. Anh sẽ nói. Anh Chu Sa, anh nói gì? Chu Sa, dạ. Mày muốn nói gì? Dạ. Mày nên nhớ, tao sẽ không bao giờ tha thứ nếu. Chân, con biết. Kìa, Thiên Kiều, con gái cưng của cha. Tại sao con buồn? Con đừng nghe lời nhảm nhí của anh con. Dạ không, chúng con đang nói chuyện vui, chứ đâu có gì mà cha lo ngại. Hả? Ủa, con, gã tù nhân người Tây Hạ hắn đâu rồi? Dạ thưa cha, hắn thoát rồi. Hả? Tại sao? Dạ cha vừa đi thì thủ hạ hắn đến. Con cố sức chống cự, nhưng bọn chúng đông quá. Cũng may là cha vừa đến kịp, chứ nếu không thì... Đó, thấy chưa? Cha đã nói con nên thận trọng, mọi người Tây Hạ cũng không dễ khiến họ phục tùng. Hắn đã thoát đi ngã nào? Anh cho quân đuổi theo và tàn sát tất cả. Hắn đi, mà chắc chắn hắn đi xa rồi, anh đuổi theo không có kịp đâu. Em nói thật chứ? Không lý em đi nói láo với anh sao? Phụ thân, anh Chu Sán lại nghi ngờ con nữa kìa. Phụ thân. Chu Sa, mày nín đi. Thôi, con gái của cha hãy về nghỉ trước đi. Cha thấy con có phần hơi mệt mỏi. Nè, nhờ bảo Lan Y chăm sóc sức khỏe cho con nghe không? Thưa vâng. Và ngày mai con sẽ hiên ngang trên lưng ngựa, vỗ kiếm tung quân và đáp đổ thành trì. Thưa cha, con về. Cha vô mừng hơi sớm. Cha đừng quên, A Khắc Thiên Kiều không phải là con ruột của cha. Mày muốn nói gì? Thưa cha, con muốn nhắc cha, A Khắc Thiên Kiều là người Tây Hạ. Phải, nó là người Tây Hạ. Nhưng tại sao mày nhắc lại cho tao nhớ một sự thật xa xôi? Hình ảnh đứa con yêu, nó mang tên là A Khắc Thiên Kiều, mà một dòng máu chính thống lại là Mông Cổ, đã bạc mệnh từ lúc lên ba. A Khắc Chu Sa. Dạ. Tại sao mày nhắc khi tao cố tình quên? Nó không hề biết rõ căn nguyên. Con sợ rồi đấy, nó sẽ tỏ tường. Vì sao? Tại vì con cứ băn khoăn. Đừng sợ. Ta vẫn chiều chuộng thương yêu nó như con ruột. Và ngoài cha con ta, không còn ai biết được. Quên nữa, còn lão Lan Y, còn hay gọi lão tới đây gặp cha tức khắc. Xin vâng. Dạ, thưa tướng quân. Kìa, nhà ngươi là ai? Dạ, thưa tướng quân, tôi là Bạc Đức. Người Tây Hạ. Bẩm dần. Nhưng khác hơn ở chỗ là tôi biết được thế thời của cuộc chiến. Nhà ngươi muốn gì? Nếu tướng quân tin dùng, tôi sẽ là một cánh tay đắc lực của tướng quân trong việc tiến chiếm Tây Hạ. Nhà ngươi nói thật. Bẩm dần. Và tôi xin lấy mạng sống của tôi ra để bảo đảm cho lời nói của mình. Được, tạm thời ta tin dùng ngươi, và sau đó xin tướng quân thường nghĩ đến kẻ hèn này là đủ rồi. Ta sẽ tấu trình lên đại hãn về công trạng của nhà ngươi sau khi đã chiếm xong Tây Hạ. Thưa dân.
thế nào? Tây Hạ có bao nhiêu quân? Nơi nào mạnh, nơi nào yếu? Dạ bẩm, phải cần có một thời gian khá lâu để bàn về chuyện đó. Nếu tướng quân tin cậy. Thôi được. Đây, hãy cầm thẻ lệnh này. Nhà ngươi sẽ được quyền xuất nhập bất cấm. Tôi sẽ cố gắng hết sức để cho tướng quân được vui lòng. Xin phép tướng quân. Dạ bẩm tướng quân. Gì? Tướng quân từng tiểu bắt được một cô gái đẹp đang chờ tướng quân quyết định. Đưa vào đây mau lên. Xin tướng lĩnh. Không, tôi không có tội gì cả. Kìa, nàng. Ông đừng làm tôi sợ. Không có gì phải sợ. Ta có thừa lịch lãm khi đứng trước mặt người con gái. Nhưng tôi. Nàng hãy theo về với ta. Đi. Không không. Đi. Buông tôi ra. Buông tôi ra. Trên bước đường chinh phạt, đôi khi ta cũng nghe lòng thèm khát. Đừng đừng. Tôi sợ lắm. Tôi sợ lắm. Đừng. Đâu có gì đâu phải sợ. Về với ta, nàng sẽ được chiều chuộng nâng niu và tất cả đặc quyền ta chỉ dành cho một mình nàng riêng hưởng. Đến đây, đến đây. Không, kẻ chinh phạt đừng nhìn ta bằng đôi mắt đó, đừng đem quy vũ chiếm thành đoạt lấy, mà quý di tâm băng trinh để chinh phục một nhan sắc quân thành. Ta thà chết sắc son như trăng, dũng tướng thà chết với vô thành. Ánh mắt bão cùng rợn rợn trên da thịt, thơ cao khát thèm thùa của giả thú cuồng kinh. Lửa đam mê như muốn thiêu cháy tim mê, ta run sợ nhưng không hề khuất phục. Dân Tây Hạ đã mất thành mất đất, nhưng giả sắc son bền vững tơ trường thành. Bền tơ trường thành. Không, không ai có thể cản lại được ý muốn của vạn phu trưởng A Khắc Lữ. Quân, hãy đưa gia nhân về doanh trại lo trang điểm, chờ ta về để hưởng một đêm vui. Mau đi. Không, buông tôi ra. Buông tôi ra. Dạ bẩm tướng quân. Điều gì? Có hai người dân Tây Hạ lãng vãng trước nhà dinh, bị quân canh bắt giữ và đang đổi lĩnh. Giải chúng vào đây. Tướng lĩnh. Tại sao lại bắt chúng tôi? Các ngươi là ai? Có phải chăng là dò thám của quân Tây Hạ? Không, chúng tôi là thường dân vô tội. Tại sao dám lãng vãng trước trại dinh của quân Mông Cổ? Đất đai Tây Hạ mà người dân Tây Hạ không quyền đi đứng thì nghĩ không có gì buồn cười cho bằng. Cầm miệng lại. Nếu nhà ngươi muốn sống, sống chết trên cõi đời này có nghĩa lý gì đâu. Chém đầu nó. Khoan, tướng quân. Hả? Nàng sợ à? Dạ, anh ấy là lệnh huynh của tiện thiếp. Nhà ngươi tên gì? Hạ Thổ. Từ thuở sanh ra đến giờ, chuyên môn nằm ngủ dưới đất. Đừng đùa cợt với ta. Không có chi, đó là bản tánh tự nhiên. Hạ huynh, ông, xin
xin tha mạng cho chúng tôi. Ta không giết nàng. Vậy để cho chúng tôi tự do rời khỏi nơi này. Khoan! Trên bước đường chinh phạt này, các võ tướng của ta chưa hưởng gì tất cả. Ta muốn nàng. Hả? Ông, ông muốn nói gì? Ta muốn nàng ở lại đây để làm thú vui tiêu khiển cho người Mông Cổ. Không, không, tôi gian ông mà. Đừng sợ. Người Mông Cổ cũng biết nuông chiều gái đẹp. Họ chỉ vui với nàng một đêm nay rồi sáng mai. Không. Ha, nhà ngươi cứ giết chúng tôi đi. Chỉ đừng bắt em gái ta làm thú vui cho lũ người mang rợ. Nhà ngươi sẽ chết. Còn cô gái kia sẽ là món quà đặc biệt đêm nay cho các võ tướng Mông Cổ. Không. Thà rằng cứ giết chúng ta đi. Chứ đừng bắt em gái ta thất thân với phương Mông Cổ. Thà rằng chúng ta không còn sống nữa, nhưng không muốn thanh danh mình bị quên ngô sao này. Đất nước chúng ta dù đang chịu cảnh đọa đày, nhưng không vì thế mà vẫn Tây Hạ phải cúi đầu trước kẻ xâm lăng. Nhà ngươi hãy truyền lệnh nổi trống lên, chúng ta sẵn sàng đợi chờ cái chết. Chớ đừng buộc em ta phải suốt đời chịu nhục vì làm thân gái chứng chuyên cần thu tiếp thờ chồng. Chỉ một đêm thôi có gì đâu mà quan trọng. Bọn võ tướng của ta đang khao khát một chút tình. Không, ta thà chết chứ không thể nào chịu nhục. Hạ huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Trời ơi, tiếng kêu than của em càng khiến cho lòng mình thêm đứt đoạn. Ta chỉ còn biết cúi đầu đau khổ khi đứng trước cảnh trạng này. Đấy, mình chịu bó tay rồi. Gia đình chúng ta chỉ còn lại có hai người. Ngày trước khi mẹ cha vừa mới chết, người có trăn trối lại rằng anh giang bao bọc cho em. Và anh đã hứa, cũng như đã một lần anh lo lắng cho em được nên chồng nên vợ. Nhận tưởng rằng cuộc đời em được nhiều hạnh phúc, nhưng câu chuyện hôm nay anh nghĩ quá đau lòng. Nếu em có bề nào, và nếu anh có gặp lại chồng em, anh hãy nói với anh ấy rằng không, không, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Đúng, nhà ngươi sẽ được sống và nàng. Và tôi sẽ biến thành một con vật hy sinh để làm vui cho bọn người Mông Cổ. Không, tôi gian xin ông đừng hành hạ tôi tàn nhẫn, để tôi ôm hận suốt đời không dám nhìn mặt chồng tôi. Thà rằng ông cứ giết tôi đi, để cho tôi chết mà được giữ trọn trinh tiết. Chờ sống làm chi khi xác thân này tàn rửa, và dịu lắm đắng cay tại tiếng bên chồng. Hạ Quynh ơi, em cùng một điều cầu xin với Hạ Quynh. Nếu một mai cuộc đời em có gì đi nữa, Hạ Quynh có gặp chồng em và nhắn cùng anh ấy rằng em vẫn một lòng chung thủy với chồng thôi. Ta đã nói và ta đã quyết định. Giang phu trưởng A Khắc Lữ không
không nói hai lời. Quân, hãy đưa cô gái này qua trại dinh và nói rằng ta dùng làm quà cho các võ tướng Đại Mông. Có chuyện gì báo động? Ai báo động? Dạ bẩm tướng quân, có kẻ gian đội lốt Mông Cổ đột nhập vào doanh trại. Bắt được chưa? Dạ, dạ bẩm, hắn đã bị trúng tên nhưng vẫn còn lẫn trốn. Hãy truyền lệnh đốt đuốc lên tìm theo vết máu của kẻ gian. Bẩm vâng. Dám đột nhập vào đây à, hay là kìa, Cổ Thạch Xuyên. Trời ơi, ta phải làm sao bây giờ? Làm sao đây? Lan Y, Lan Y, lão Lan Y. Dạ dạ, có lão đây. Tiểu thơ, tiểu thơ cần điều gì? Có người bị thương gần chết. Lan Y, Lan Y, làm sao cứu sống gã này? Dần dần, để lão xem vết thương. Hình như hắn là người Tây Hạ. Người Tây Hạ thì đã sao? Bổn phận của người thầy thuốc là phải cứu sống người, dù cho đó là kẻ thù hay là gì cũng mặc. Dần, nhưng lão chỉ sợ... Lão không cần phải bận tâm. Lão quên rằng dưới mắt của một Lan Y là chỉ biết có việc cứu người, cần gì phải bận tâm chủng tộc hay thâm thù. Vâng, đó là lẽ tự nhiên. Nhưng lão sợ... Ta đã ra lệnh thì trách nhiệm về ta. Lão chớ bận phân mà chỉ cần tuân lệnh. Vâng. Người ta có sao không mà không cử động? Khi lão đưa tay vỗ mạnh mũi tên ra, vết thương khá sâu nhưng không nguy tánh mạng. Lan Y nói sao? Không nguy có nghĩa là cứu được à? Vâng. Nhưng sao Lan Y lại bồn chồn lo lắng? Vì lão có một điều. Thì lão cứ nói đi. Muốn cho bệnh nhân sớm hồi phục tinh thần, chỉ cần một quản hồi nguyên lực là xong. Nhưng phải có nửa chén máu đào quả chơi thuốc thì mới có hiệu lực hồi sinh. Ôi, tưởng chuyện gì khó. Vậy thì máu của ta đây, Lan Y, hãy cắt tay mà lấy nửa chén máu. Không, không thể được. Nó sẽ làm cho tiểu thơ mất sức. Tiểu thơ hãy để cho kẻ khác làm việc đó chứ. Không, không, không ai có quyền thay ta làm chuyện đó. Lão nghe rõ chưa? Tiểu thơ, lão khuyên tiểu thơ. Tôi không cần ông khuyên. Tôi đã xuống lệnh thì ông phải tuân hành. Mau. Vâng, lão xin tuân hành. Trời ơi, những giọt máu đỏ tinh khôi, tay rung rung lão hưng nghẹn ngào, tưởng như lệ mình đang nhỏ giọt rưng rưng. Lão nghẹn ngào rưng rức lệ đau thương. Đã đủ máu cho người
thương. Chỉ có thế mà Lăng Y cũng khéo sợ. Nào, bây giờ Lăng Y hãy giúp ta cho gã này uống thuốc. Vậy là xong. Trong chốc lát hắn sẽ tỉnh lại, và độ vài ngày sau hắn sẽ bình phục lại như thường. Nếu đúng như vậy, ta sẽ ban thưởng cho ông. Mất nửa chén máu, Lăng Y nhìn sắc diện của tôi có thay đổi gì không? Dạ không, lão thay tiểu thơ vẫn đẹp. Và... và sao nữa? Và trong tiểu thơ có phần tươi tăng thêm hơn. Lăng Y biết tại sao không? Dạ thưa, đó là tình yêu. Mà quên nữa, với mới tuổi của Lăng Y thì đâu còn nghĩ đến tình yêu nữa. Nước, nước. Kìa, hồi nguyên lực quả là thần dược. Lăng Y, hãy về ăn nghỉ để mình ta săn sóc cho chàng. Vâng. Nước, cho tôi xin miếng nước. Người đã tỉnh, nước đây. Đây là đâu? Kìa, kìa, kìa ông. Ông đã làm động vết thương. Ông hãy ngồi xuống. Ngồi xuống đi ông. Tôi đã bị trọng thương. Vâng. Và nàng, nàng đã cứu thoát tôi. Đó chỉ là một việc phải làm, ông đừng bận tâm đến. Nàng không sợ à? Có gì mà phải sợ? Vì tôi là người Tây Hạ. Người Tây Hạ rồi sao? Tôi là kẻ thù của quân Mông Cổ. Cổ Thạch Xuyên. Đối với nàng, tôi đã hai lần vay nợ. Nợ ông vay, bao giờ ông trả cho tôi? Kiếp sau. Kiếp sau? Phải, chứ kiếp này chúng ta lỡ sinh ra trong một định phận cai nghiệt. Chiến tranh còn đây, còn chồng chất mãi hận thù. Không, chiến trận này rồi cũng có ngày chấm dứt. Sau khi bao nhiêu cửa nhà tan nát, sau khi bao nhiêu xác chết được vùi chôn, không, người Tây Hạ vẫn mãi căm hờn, vẫn khổ, vẫn đau trong nỗi niềm vong quốc. Cổ Thạch Sư, sao ông đối với tôi vẫn không có một chút gì đáp trả? Tôi yêu ông mà ông vẫn hất hủi lạnh lùng. Tôi yêu ông mà ông vẫn dửng dưng, khiến tôi cảm thấy phận mình vô phương. À khắc thiên kiều, Cổ Thạch Sư, sao ông vẫn lạnh lùng? Sao chung về tình yêu này không như là mơ, câu đoạn trường chia ngăn đôi, ta sẽ không bao giờ thấy nhau. Sao ánh mắt ngờ đắng cay, thượng đế hãy trả cho tôi nỗi sống bình yên của một kẻ trót sinh ra trong thời binh lửa.
xin hãy để cho tôi được nhìn màu xanh của lá, màu tươi thắm của hoa và màu mắt đẹp của nhân tình. Ta cắn răng cắt lìa đoạn tơ tâm sự cho vợ dùng tan tành. Hoàn cảnh hôm nay còn biết làm sao được, xin nàng hãy xem ta như một kẻ không quen. Mai một đây trên chiến trận ta sẽ gặp lại nhau, rồi sẽ có người gục ngã, kẻ còn lại sẽ cúi đầu thương tiếc, giúp mặt cho người tình trên chiến trận chiều. Những người sinh ra vô tội, tại sao chiến tranh giết chết mộng yêu đương? Cổ Thạch Xuyên, tôi muốn được nghe ông nói một lời là ông đã yêu tôi và yêu mãi mãi. Thiên Kiều ơi, dù ta có nói vạn lần như thế cũng chỉ là cơn gió thoảng chút nắng hờn trên đỉnh núi mù sương. Rồi ngàn mây lốp lốp sẽ văng văng, cơn nắng nhỏ ngủ triền miên không trở dậy, cũng như tình yêu của chúng ta bừng lên trong thoáng chốc, rồi khép kín lạnh lùng trong giấc ngủ thiên thu. Thiên Kiều ơi, dù ta có nói yêu em và dù cho mai này chiến tranh không còn nữa, thì em cũng trở về quê hương Mông Cổ để ta còn lại chút băn khoăn nhìn theo khuất bóng ngựa hồng. Cụ Thạch Xuyên, đó là định mệnh, rồi chúng ta sẽ không còn lại gì đâu. Tôi yêu ông. Ta cũng yêu nàng, nhưng định số đã sẵn dành cái nghiệt. Ngày trước tôi không bao giờ nghĩ rằng sau này tôi sẽ khổ. Tôi lớn lên đi nhiều áo ước đẹp trong đời, cho đến bây giờ buồn há lắm phải không? Nhưng dạ bây giờ tôi đã khóc. À, Khắc Thiên Kiều, trời ơi, phải chi chúng mình được sinh ra trong hoàn cảnh khác, không hận thù, không chém giết lẫn nhau. Phải chi ông và tôi cùng chung một giống loài. Nhưng không, nàng đã là người Mông Cổ, và ta có bổn phận đối với quê hương. Ông định làm gì? Ta sẽ quay về cầm gươm chiến đấu lại quân Mông Cổ, để được sống, chết cùng với người dân Tây Hà. Rồi ông sẽ quên tôi. Đành vậy. Ông sẽ giết tôi. Có thể. Có thể lắm. Giết kẻ đã cứu mạng sống cho mình, đã hy sinh cho mình, chỉ vì họ đã yêu. Nàng muốn nói. Đây, ông hãy nhìn xem. Chỉ vì yêu ông mà mới vừa rồi tôi đã cắt tay, nhỏ máu vào thuốc để cho ông uống, mau phục hồi sức khỏe. Và hiện giờ dù muốn dù không, máu của tôi cũng đã chung dòng huyết quản của ông. À, Khắc Thiên Kiều, nàng hy sinh cho ta đến thế sao? Vậy mà ta không có gì đền đáp lại. Trời ơi, Chiến tranh đã cướp đi tất cả, và chúng ta là hai kẻ khác giống nòi. À, Khắc Thiên Kiều, đã hai lần ta trót vay nợ,
Thì đấy, ta xin trả lại cho nàng. Không, cô Thạch Xuyên ơi, nợ của ông đã trút dây, xin trọn đời cất giữ. Dù nắng giá yêu thương ngay lạnh lùng xa lạ, xin hãy giữ cho tôi những giọt máu tinh khôi nguyên vẹn trong người. Trả máu cho tôi là ông trả cả cuộc đời. Nếu như thế thì sự hy sinh của tôi hoàn toàn vô nghĩa, và tôi là người không hiểu được nghĩa tình yêu. Chưa chứ không đòi dù đau bao nhiêu, ông đừng dội xem tôi như người xa lạ. Đừng dội khinh tôi khi tôi là người Mông Cổ. Đừng dội ghét tôi cho thêm lắm tội tình. Nợ tháp giai ta phải trả. Tôi chưa đòi xong vội trả cho tôi. Đến bao giờ? Bao giờ cũng được. Chỉ e rằng ta không trả nổi, vì sợ rồi đấy nợ sẽ chất chồng. Cô Thạch Xuyên, cho dù giữa chúng ta hai dân tộc đã phân đôi, và cuộc chiến thì đang ngập tràn máu lửa, nhưng ít ra đối với tôi ông cũng còn sót lại chút tình cảm nhỏ nhoi nhen nhâm ở trong lòng. Ít ra máu của tôi và ông cũng đã cháy chung dòng, thì không lẽ ông chỉ xem tôi hoàn toàn thù nghịch, chẳng chút tình gì với kẻ đã yêu ông. Cô Thạch Xuyên, nếu mai này đất nước có bình yên, nếu tôi có về lại quê hương với núi rừng Mông Cổ, ông có còn tưởng nhớ gì không đến người con gái nhỏ đã trao trái tim yêu khi trận chiến chưa tàn? À Khắc Thiên Kiều, tôi sẽ nhớ. Ông nhớ gì? Mái tóc đẹp, bờ môi hồng, và đôi mắt lệ rưng rưng. Nhớ hơn nữa những giọt máu chung tình của người con gái. Còn tôi, nếu tôi được sống sót trở về quê hương sau khi cuộc chiến tranh này chấm dứt, tôi sẽ nguyện không dấn thân vào chinh chiến nữa, và sẽ sống yên lành bên đồng cỏ hoang vu. Nếu có ngày nào nhớ đến ông, tôi sẽ rủi ngựa chạy đến một vùng thung lũng nhỏ, nhặt lá rừng thu vào trên lối cỏ. Tôi gọi đến tên ông và ngồi khóc một mình. Đó là tất cả nỗi lòng của tôi đối với riêng ông. Dù ông có đối với tôi thế nào đi chăng nữa, tôi vẫn yêu ông, nhớ ông không bao giờ quên được, nên chỉ biết nguyện cầu cho ông được sống bình yên. À Khắc Thiên Kiều, à Khắc Thiên Kiều. Kìa, anh Chu Sa, có chuyện gì vậy? Kẻ gian là đội lốt Mông Cổ đột nhập vào dinh trại của ta. Hắn đã bị phát giác và bị bọn quân canh xạ tiễn trọng thương. Anh dò theo vết máu đến đây thì... Kìa, nhà ngươi! Kẻ mà ông đang tìm kiếm, nhà ngươi đây là... Cổ Thạch Xuyên. Cổ Thạch Xuyên, một võ tướng Tây Hạ. Anh Chu Sa. À Khắc Thiên Kiều, tại sao em che chở cho kẻ thù? Tại sao? Tại vì... Tại vì sao? Em đã yêu rồi kẻ ấy. Yêu hắn à? Nhưng... Hả? Em đã yêu người Tây Hạ. Em đã yêu gã này. Trời ơi. Anh Chu Sa, anh làm sao vậy?
anh vừa chợt nghe như có cơn bão lớn cuốn đi rồi tất cả mộng mơ xưa. Anh quay lưng tìm kỷ niệm, thôi hết rồi, người ta đã chôn vùi không thương tiếc. Anh Chu Sa, anh nói gì mà em không hiểu? À Khắc Thiên Kiều, em đã phản bội lại phụ thân, em đã phản bội lại giống nòi Mông Cổ. Em yêu và muốn bảo vệ tình yêu của mình. Luật chiến tranh là phải đạp chân lên xác chết của kẻ thù. Ta đã dám lọt vào đây, tất nhiên là không sợ gì cái chết. Ta bất tài, các ngươi hãy giết ta đi. Điều đó ta đã dành sẵn cho nhà ngươi. A Khắc Chu Sa, anh không thương em sao? Chính vì thương em mà anh phải giết nó. Chính vì thương em mà anh sợ. Anh sợ gì? Anh sợ kẻ thù sẽ cướp mất của anh một đứa em chung sống trọn thời thơ ấu. Nó sẽ hại đời em và làm em sẽ khổ, rồi anh lại phải cúi đầu buồn bã với thương lại. Anh sợ rằng em giải khờ với người ta, khi hối tiếc anh nặng đã lỡ rồi kiếp hồng nhan. Anh khuyên em nên suy nghĩ càng cùng, tình yêu là cảm bấy khôn lường, chỉ trong một phút yếu lòng là một đời dở dang. Lời khuyên của ông tôi nghe như lời của một cô già dạy đưa bé lên mười, thầm tạch đọc sách thánh nhân. Em đã lớn lên trong lửa loạn và có ít nhiều sự dài khôn. Em đâu đến nỗi hư thân, anh đừng lo sợ cho em. Thiên Kiều ơi, anh sợ rồi đây, anh phải làm kẻ tiện đưa đứng nhìn con đò xưa tách rời xa bến câu. Bỏ lại nơi đây dòng sông xưa bàn bạc màu trắng héo rũ cho khách sang sông chờ đợi đơn bao giờ. Anh sợ tiền đưa rồi sẽ thương nhớ ngậm ngùi. Anh sợ mất em, mất những kỷ niệm ngày thơ ấu mà chúng mình cùng chung sống bên nhau. Thiên Kiều ơi, anh thương em và chỉ nghĩ đến em, anh lo lắng cho em vì chỉ có em là em gái. Anh sợ rồi đây cuộc đời em sẽ khổ khi đã dâng thân vào chốn tình trường. Và em đã bằng lòng với hiện tại. Em không nghĩ tới tương lai à? Nếu mai này đời em có cô, em cũng vui lòng chấp nhận cho mình. A Khắc Chu Sa. Thiên Kiều ơi, em đã yêu và bằng lòng chịu khổ, nhưng anh không thể thản nhiên nhìn người ta đã gieo khổ cho em. Dù người ta làm khổ anh khi người ta cố tình dựng lên một thiên đường trong mộng, nhưng trời ơi, mộng đã bay cao nhạt nhòa theo sương khói và anh chỉ còn lại đây một quãng trống lạnh lùng.
không biết rồi đây có còn lại gì không, hai sẽ mất đi tất cả những gì anh ao ước. Cho mùa xuân ngủ yên ngoài chân trời xa vắng, cho anh một mình ôm lấy nỗi cô đơn. Anh Chu Sa, nếu thương em, xin anh hãy bảo vệ tình yêu của em. Bảo vệ tình yêu của em? Không thể được. Tại sao? Tại vì nó là kẻ thù của người Mông Cổ. A Khắc Chu Sa. Và ta, ta chưa biết cầu xin người Mông Cổ một điều gì. Vậy thì ngươi phải chết. A Khắc Chu Sa. Em muốn gì? Nếu giết người ta thì anh giết em luôn đi. Giết em? Phải. Để em cùng được chết với người ta cho trọn tình trọn nghĩa. Vì dù sao em cũng trót lỡ yêu rồi một mình. Hay dù mang mãi đến thiên thu, dù biết rằng yêu là nhận lấy khổ đau, nên cũng đành vậy thôi. Ta chỉ biết khuyên nàng hãy cố quên, chứ đừng nên bằng lòng. Thà cứ coi như là mình chưa biết quen nhau. A Khắc Thiên Kiều, em cầu xin anh. A Khắc Chu Sa, em cầu xin anh. Anh sẽ tìm gặp phụ thân, rồi giết hay tha, tùy theo người định liệu. A Khắc Chu Sa. Con đừng quên rằng con là người Mông Cổ. Cha, cha ơi cha, người Mông Cổ không có tình yêu sao cha? Nhưng con không thể yêu một kẻ bất tài. Người Mông Cổ hiên ngang không thể đem trọn tình yêu trao cho một dân dân chiến bại. Thắng bại là lẽ thường tình của kẻ cầm binh. Nhà ngươi đừng lên giọng mỉa khinh. Đừng sức lao ngân ngang mà mi không toàn tính mạng. Đứng trước một dũng tướng đại mông nông cuồng là tự trước quả chạm thân. Hãy cúi mặt rút đầu mà xót thương thất phận hẩm hiu. Mai ra ta còn thương tình mà tha mạng cho người. Chớ có nhiều lời chi, người muốn giết hay ta tùy tiện. Nhưng không thể uống lân làm nhục quê hương. Khốn nạn! Con cúi dập đầu tha thiết gian cha, đừng hành hạ nặng nề vì người to trong thương. Tội nó lớn bằng trời mới dám chống lại đại mông. Ngoài tội chống lại lính trời, nó còn là một tên đạo tặc. Còn cướp mất con ra khỏi vòng tay thương mến của cha, đâu phải chết tan thay mới vừa với bao nhiêu tội trọng. Thôi đi, đừng hăm dọa thất công, ta vẫn đứng đây chờ ngươi xuống lệnh. Xương thịt dầu nát tan, ta thề không nhục chí hùng anh. Cổ Thạch Xuyên. A Khắc Thiên Kiều, nàng lo cho ta. Chết là về miền vĩnh cửu, không có gì phải hối tiếc. Nhưng chỉ buồn cho ai đã vì ta mà vương lụy vào thân. Dù không nói ra nhưng
thấy ngậm ngùi, chút tình buồn hôm nay xin trả cho em giây phút sau cùng, rồi ta sẽ đi vào thiên thu ngủ một đời yên lặng từ đây, coi như đã hết rồi. Xin em đừng khóc cũng đừng thương. Nhà ngươi đừng mong thoát khỏi nơi này, lực chiến trường không thể nào dung tha, là dũng mà dưỡng kẻ thù để di qua dùng sao. Con cúi đầu xin cha tha thứ tội, con đã yêu và đã nguyện trong lòng, nếu như cha nỡ giết chàng, con sẽ suốt đời khổ đau. Được, ta chịu ý con một lần chót, tạm tha mạng sống của gã này. Con muôn vàng cảm đội ơn cha, nhưng nó phải theo chân đám tù nô lệ. Còn con, nỗi nhất ngày mai con phải lên đường về Mộng Cổ. Trời, à khắc chu sa. Dạ. Còn mau đưa em con về liều mãn nghỉ và lo thu xếp hành trang, lên đường cho sớm. Đi mau. Dừng. Cô Thạch Sư. Thiên Kiều. Còn nhà ngươi, nhà ngươi sẽ không còn Diệp làm anh hùng trước mặt con gái ta nữa. Quân đó, hãy trói dẫn cổ Thạch Xuyên xiên chung với đám nô lệ, và rạng sáng mai bắt nó làm tên mã phu đưa Thiên Kiều về Mông Cổ. Và đây, mảnh giấy này vẽ rõ địa hình Tây Hạ, và tôi cũng đã ghi rành những nơi trọng yếu đóng quân. Tướng quân hãy xem xét và nghiên cứu kỹ, thì tôi chắc rằng trong một sớm một chiều, đất đai Tây Hạ sẽ thuộc về Mông Cổ. Tốt lắm, nhà ngươi quả thật trung thành với ta. Nói ngày mai ta có thể bình sông Tây Hạ. Hãy đến này, hãy cùng uống với ta một chung rượu để gọi là chia vui. Xin đội ơn tướng quân. Uống đi. Ngày mai ta sẽ ra quân. Ngày mai tên A Khắc Lữ thêm một lần ghi vào chiến công hiển hách. Quên nữa, để gọi là tưởng thưởng công trạng hôm nay, ta dành cho nhà ngươi món quà đặc biệt. Dạ thưa tướng quân. Quân, đưa cô gái lúc nãy vào đây lập tức. Một cô gái Tây Hạ thật đẹp, đêm nay ta muốn đặc biệt dành cho nhà ngươi đó. Dạ thưa tướng quân. Đừng ngại, cứ việc vui sai mà thụ hưởng, đó chỉ là một phần thưởng nhỏ mọn mà thôi. Công trạng của nhà ngươi ta còn trình lên thành các tư hạng. Dạ muốn dạ đội ơn tướng quân. Thôi, ta cáo lui, và ta chúc nhà ngươi đêm nay thật nhiều hạnh phúc. Dạ. Kìa.
Bình. Hồ Bạc Đức. Hạ Lan Bình. Hạ Lan Bình, tại sao, tại sao em không có mặt ở đây? Và tại sao em bị quân Mông Cổ bắt? Hồ Bạc Đức, hết rồi. Hạ Lan Bình, chuyện gì, chuyện gì đã xảy ra với em? Người ta. Người ta? Người ta nào? Người ta làm sao? Bạn Đức ơi, em không thể nào sống nổi. Nhưng tại sao anh muốn biết chuyện gì đã xảy ra với em? Em và Hạ Huynh đi tìm anh, nhưng không may bị bọn Mông Cổ bắt. Và A Khắc Lữ truyền lệnh biến em thành thú vui cho quân Mông Cổ. Em đã bị chúng hành hạ sát thân rồi. Trời ơi. Trời ơi, vợ tôi bị người ta hãm hiếp. Hạ Lan Bình, Hạ Lan Bình, anh hãy giết em đi. Giết em? Em tội gì mà giết? Tội thất thân với người Mông Cổ và không thủ tiết với chồng. Không, không, tội là do anh gây ra tất cả. Tội là do anh phản bội quê hương. Tội là do anh tham vọng đê hèn của một thằng bán nước để mua danh cầu lợi. Hồ Bạc Đức. Trời ơi, tại sao tôi có tội mà trời cao không bắt tội tôi? Mà ông bắt tội vợ tôi phải chịu khổ như vậy. Một kiếp hồng nhan thôi đã bị dẫm dùi, ôi còn đâu nữa một thời. Vợ chồng mình hạnh phúc bên nhau. Lan Bình ơi, hãy tha tội cho anh. Anh quỳ xuống để van xin và ăn năn sám hối tội tình mà mình đã chốt gây ra. Em không biết nói sao hơn và chỉ mong anh hiểu được lòng mình. Em vẫn yêu anh một lòng, không bao giờ đổi thay. Lan Bình, ta nghe lòng mình nát tan khi nhìn em trong cảnh đoạn trường. Kể từ đây ta nguyện với lòng sẽ yêu em nhiều hơn xưa. Đức ơi, chỉ cần anh nói bấy nhiêu thôi, rồi có chết đi em cũng yên lòng nhắm. Ngày xưa cũ đừng ghét bỏ thân em cho đời em khổ thêm nhiều. Chỉ cần bấy nhiêu thôi là em mãn nguyện rồi. Cho dù mai mốt này có ra sao đi nữa, và cho dù tàn rửa một đời qua, em cũng không cần gì tất cả, miễn được nghe anh nói lời chân thật yêu em. Trời ơi, phải vì gia đình mình được sống ấm êm, phải vì thương để đừng đọa đày thân. Hạ Lan Bình, anh đã làm khổ cho em và cũng khổ cho anh.
Trời ơi, anh là một thằng chồng khốn nạn mà. Thôi, dù gì thì đã lỡ, dù gì thì sự thế cũng đã sai sơ. Lan Bình ơi, anh chỉ còn biết quỳ xuống đây cầu xin em tha thứ tội. Tôi làm chồng mà không biết giữ gìn hạnh phúc để khiến cho đời em phải chịu khổ trăm điều. Anh nhìn em mà anh nghe chua xót ngậm ngùi. Trời ơi, còn đâu nữa những ngày vui hạnh phúc vợ chồng mình chung hưởng bấy lâu nay. Nhớ những đêm dài hai đứa gần gũi bên nhau, cả hai cùng ước ao một điều bé nhỏ. Ao ước mai sau mình có một đứa con nối dõi để cho tình nghĩa vợ chồng được khăng khít nhiều thêm. Nhưng đến giờ đấy thì đã hết, em chỉ còn muốn chết mà thôi. Không, không, Lan Bình, chúng ta sẽ tạo dựng lại tương lai. Anh sẽ đưa em đi đến một phương trời xa lạ. Cũng không ít gì đâu anh, khi đời em đã bị nhốt như về tay kẻ khác. Cho dù anh có bao dung rộng lượng thì cũng không thể nào anh quên được buổi hôm nay. Và khi anh đã nhớ, chắc anh sẽ buồn khổ biết bao nhiêu. Vì không ai không đớn đau khi biết vợ mình bị người ta chiếm đoạt. Cho dù anh không nói ra, nhưng em cũng nghe lòng mình tan nát. Và như vậy thì hạnh phúc còn đâu. Đức ơi, thôi thì đành hẹn lại kiếp sau. Kiếp này em không còn gì cho anh tất cả. Em có chết anh hãy giùm chôn cất. Trong giấc ngủ nghìn thu em không tuổi phân mình. Hồ Bát Đức Vĩnh Biệt. Nào chết được. Anh yêu em, và anh hứa suốt đời vẫn mãi yêu em. Hạ Lan Bình, Hạ Lan Bình ơi, chúng ta sẽ rời khỏi nơi đây, đi đến bất cứ một phương nào cũng được. Anh sẽ không cần gì nữa, anh chỉ cần có em thôi. Chúng mình sẽ tìm lại một mùa xuân, và chúng mình sống vĩnh viễn với mùa xuân đó. Tại sao lại đưa A Khắc Thiên Kiều về Mông Cổ? Tại sao nó lại phải về Mông Cổ? Không, nó phải ở lại đây. Con ta nó phải sống gần gũi bên ta. Quê hương của nó là ở đây chứ không phải là nuôi rừng Mông Cổ. Tiêu Kim Phụng, Tiêu Kim
em phụng con. Ông là ai? Bà là ai? Có phải bà lầm đường? Tôi già thật, nhưng không đến nỗi chọn lầm con đường mà mình đã đi. Bà muốn nói tôi đi tìm con tôi Tiêu Kim Yên? Ông biết nó? Tôi... Vâng, tôi có hầu hạ cho cô gái đó, và tôi cũng biết được rằng nàng ta sắp là phu nhân của một tướng lãnh Đại Mông. Ông nói gì? Con tôi sắp sửa biến thành vợ của A Khắc Lữ. Trời ơi! Kìa, tại sao bà thảng thốt? Bà nghĩ gì trước tin vui này? Tin vui? Tin vui có một bà mẹ khi hay con mình sắp lên chồng lên vợ, hay tin buồn của một người dân mất nước khóc nhục nhã ê chề bởi một đứa con hư? Bà nói gì tôi không được hiểu. Phải, làm sao ông hiểu được lòng tôi? Tôi nuôi con mà không biết dạy con mình, để đến giờ đây tôi ngậm hờn đắng cay. Sao nó cũng là một vị phu nhân. Không, thà rằng tôi bắt con tôi về gả cho người dân Tây Hạ, dù nghèo xác xơ nhưng suốt đời hạnh phúc, hay là tôi giết nó đi để không còn thẹn tôi khi nhìn thấy mặt đứa con hư làm nhục nhà gia đình. Chứ tôi không băng đứng con tôi để hưởng lợi cho mình. Tôi chỉ là một người đàn bà an phận, không đua đòi tham vọng cao sang. Tôi chỉ cần được nhìn thấy con tôi sống đời hạnh phúc bên cạnh một người chồng Tây Hạ chất phát hiền lương, rồi có chết đi tôi cũng được yên lòng, không sợ tiếng miệt khinh của người đời bay mìa. Con bà được ngồi trên cao, được người ta trọng vọng, tôi tưởng như vậy là hãnh diện, chứ sao bà lại bị miệt khinh? Không, tôi không hãnh diện vì con gái tôi chạy đuổi theo gót chân kẻ thù để bán thân cầu lợi. Thà rằng nó chết đi mà tôi còn thương tiếc. Con nhỏ giọt nước mắt cho con trong giây phút sau cùng, thà như vậy còn hơn nuốt tôi ngậm hờn, không nhìn mặt họ hàng thân tộc, cũng không dám ngó ngàng những người đồng hương.
tôi sinh con tôi ra mà tôi không biết dạy con, thì người ta sẽ bảo rằng con hư tại mẹ. Cho nên tôi muốn gặp con tôi lần cuối để hỏi nó rằng duyên cớ vì sao. Tại vì đời sông lam lũ đã khiến lòng dạ nó đổi thay. Không, tôi quả quyết rằng con tôi không phải là hạng người đó. Còn ông là ai? Ông biết gì về nó chứ? Tôi là ai à? Tôi là một lão già điên, một kẻ đổi mồ về từ bên kia cõi chết. Với quá khứ tôi là một người chồng bạc phước, còn với hiện tại tôi là một bóng ma thôi. Tôi sống sót chẳng khác gì một thằng câm, còn miệng nói như không bao giờ nói được. Gặp vợ con tôi cũng không nhìn không nhận, còn đứng trước con tôi chỉ cúi mặt làm thinh. Cho nên đối với bà, tôi chỉ có lời khuyên: bà hãy về đi, đừng bận biểu gì thêm nữa. Đứa con bất thiêu kia bà coi như đã chết, đừng nán lại nơi đây mà chuốc quà cho mình. Quả nào cực hình hay án tử? Ông cứ chỉ đường cho tôi. Nếu phải chết, tôi rất vui lòng chết trước mặt đứa con gái bất hiếu. Không được, tôi đã nói là không được. Vậy thì ông tránh ra, tôi sẽ đi một mình. Tôi cấm bà. Cấm tôi? Ông lấy quyền gì cấm tôi? Quyền gì à? Quyền của một người cha, một người chồng không muốn thấy vợ con mình đi vào cõi chết. Quyền của một kẻ 17 năm cô độc ước mơ gặp lại những thầm tình. Vui liếm đã từ lâu, chồng con rời đã đau thương 17 năm dằn vặt đau sầu. Ôi nhớ thương heo khô lòng. Trời ơi, phải chăng người cũ trở về? Tôi đang sống thật ở cõi đời, thấy trong giấc mộng đêm buồn. Chính tôi đã trở về gặp lại bà đây. Ông đây mà. Bà. Phải rồi, bàn tay của chồng tôi đây mà. Ông ơi, 17 năm qua không giây phút nào tôi không nguôi thương nhớ. Cảm tạ trời cao còn cho vợ chồng tôi có giây phút này. Ông, còn con Phụng, con của tôi bây giờ mặt mũi nó ra sao? Ông ở đây còn nó ở nơi đâu? Nó béo hay gầy, đẹp xấu ra sao? Ông cho tôi gặp con tôi. Bà hãy về đi. Kìa, sao ông đuổi tôi như đuổi giặc? Vì tôi sợ. Ông lo sợ điều gì? Tôi sợ chết bà. Từng tuổi này tóc bạc da nhăn, ông sợ chết hay sao? Không, không phải sợ cho tôi mà sợ cho bà và cho anh.
Mười mấy năm tôi nghẹn ngào chờ đợi, nhìn con mà sợ cho con. Ông sợ chết. Từng tuổi này tóc đã bạc rồi, da đã nhăn, thế mà ông còn sợ chết nữa hay sao? Không những tôi sợ cho riêng tôi, cho bà, mà tôi sợ đến cả những đứa con của mình phải chết. Tại sao? Tại vì nơi đây không phải là một phiên chợ. Không phải bất cứ ai muốn đến rồi đi, cũng không phải ai muốn vào ra tùy ý. Kìa, tiểu thơ. Bà lão này là ai? Dạ, đây là bà lão điên. Tại sao bà ấy vào đây được? Dạ, có lẽ vì... vì bọn vệ binh không canh phòng cẩn mật. Ông hãy ra ngoài phạt bọn ấy 3 ngày tù không cơm nước, và cho một toán khác thay thế tức thì. Thưa tiểu thơ, hãy sai người khác. Lão chỉ là một lang y mà. Lang y hay gì cũng bật, lệnh ta xuống thì phải tuân hành. Đây, thẻ lệnh. Xin vâng. Bà, đi theo tôi. Mặc kệ, ông hãy đi đi. Tiểu thơ, bà này là bà lão mất trí mà. Lệnh của ta, đi. Vâng. Này, bà lão, bà có điên không? Người ta bảo tôi điên. Tại sao bà lại cười? Tôi cười trong cái điên của mình. Cái điên của một người mẹ đi tìm đứa con gái hư, về răn dạy lại nó mà nước mắt tuôn rơi. Chơi dài trên những vết trùng tan thương, con tôi là một đứa con gái mất thân. Tìm đến đây mà bắt nó trở về. Nước mắt bà rơi làm cho tôi xúc động. Bà điên thật hay giả dạng, vào đây mà thám dò quân tình. Tiểu thơ đừng vội già mà kết tội quan tôi. Không lẽ con gái bà là tôi có mặt trong đoàn quân Mông Cổ kiêu hùng? Không, con gái tôi không phải là người Mông Cổ. Lòng phản bội cùng A Khắc Lư nên nghĩa châu trần. Nhưng tôi nhất quyết chẳng bằng lòng, nên bắt nó về dạy lại. Nó phải trọn lòng yêu mến quê. Thì ra bà là mẹ của cô gái đó. Bà nhắm thử coi con của bà có bằng tôi không. Dạ không, con gái tôi không bằng được tiểu thơ ở nét hiên ngang uy dũng, nhưng ít ra nó cũng hơn được tiểu thơ ở chỗ biết kính trước nhường sau. Vô lễ! Quân, đưa bà lão này xuống trại giam, đừng đánh đập, nhưng không cho ăn uống gì cả. Hãy để cho phụ thân ta tra xét coi có phải là quân võ thám của quân Tây Hạ hay không. Bẩm dân. Không, tiểu thơ, tôi vô tội. Tiểu thơ.
giọt buồn nào rơi trên chúng cao. Sò theo gió mưa dần dần khắp trời, lòng nghe thương thương nhớ nhớ xa vời, mai mong chia xa ôi vàng hương đời. Đường về mong tình thôi cũng xa từ đây, thương nhớ thôi một đời. Từng giọt buồn nào rơi trên chúng cao, sò theo gió mưa dần dần khắp trời, ta thương đau biết mấy cho vừa. Ôi gió mưa gieo chỉ giọt nước sầu. Thưa tiểu thơ. Kìa, ông là ai mà tay mang xiềng xích và một chiếc nón che nghiêng? Thưa tiểu thơ, tôi chỉ là một tên mã phu. Nhà ngươi muốn gì? Tôi được lệnh đưa tiểu thơ về Mông Cổ. Về Mông Cổ? Không, ta không về Mông Cổ. Tiểu thơ, tiểu thơ nên về là hơn. Nhà ngươi biết gì? Dạ không. Tại sao nhà ngươi lại bị xiềng xích như thế kia? Vì tôi chỉ là tên nô lệ. Thì ra nhà ngươi là tù nhân trong đám người Tây Hạ. Dạ phải. Người Mông Cổ có tài cưỡi ngựa hơn bất cứ một dân tộc nào. Tại sao phụ thân ta bắt ngươi làm mã phu? Tại vì... Sao nhà ngươi không nói? Tôi không biết nói gì hơn. Những gì ngươi muốn nói? Hết rồi. Tôi chỉ là một giống dân chiến bại, một tên nô lệ thấp hèn đang nhận chức mã phu. Này, mã phu, ngươi hãy nghe ta hỏi. Tiểu thơ cứ hỏi. Đất Tây Hạ này, nhà ngươi có biết đến võ tướng Cổ Thạch Xuyên không? Dạ, tôi biết. Ngươi biết? Vậy hắn là người như thế nào? Hắn chỉ là một kẻ bất tài, vô dụng. Nhà ngươi là dân Tây Hạ mà lại đi chê xấu một võ tướng của mình, nhà ngươi không thấy thẹn hay sao? Vì đó là sự thật. Sự thật? Sự thật như thế nào? Hắn đã vì tình yêu mà bỏ quên đi nghiệp ca. Tại sao nhà ngươi biết? Người ta bảo rằng hắn đã vì say mê sắc đẹp của một cô gái Mông Cổ mà quên hắn đi hận quốc và hận dòng. Lão! Mà thật, hình như hắn cũng yêu ta. Tại sao những người lại biết? Đó là do nơi lời đồn đái của người ta. Người ta đã kết tội chàng. Tại sao yêu nhau mà có tội? Không, yêu nhau không bao giờ có tội, mà yêu nhau chỉ làm khổ nhau thôi.
Không, ta không làm khổ chàng. Ta yêu chàng thành thật. Người con gái nào thường tỏ ra rằng mình chung thủy, nhưng tất cả đều lường gạt và giả dối như nhau. Nhà ngươi là ai? Nhà ngươi biết gì? Tại sao nhà ngươi dám bảo tất cả đàn bà đều giả dối? Nhà ngươi là ai? Kìa, Cố Thạch Xuyên. Dạ không, tôi chỉ là tên mà phú hộ tống tiểu thơ trên đường về Mông Cổ. Ngựa đã thắng niên cương sẵn sàng chờ đợi, lính người đang cúi mặt rưng rưng chờ đợi tiên được lệnh hầu hạ cho tiểu thơ, và tôi sẽ cố gắng lo tròn một phần cho đến khi tiểu thơ về với quê hương, tôi mới mong thoát khỏi kiếp tù đày. Tôi phải về Mông Cổ. Trời ơi, mai mốt này rồi không biết có còn gặp nhau không. Định mệnh đã chia xa đôi ngã đôi đường, thì gặp lại làm gì cho thêm buồn thêm tôi. Để cho tôi được nhìn lại mặt người tình, mà kể cho tôi nghe niềm thương nỗi nhau. Được chiều chuộng nâng niu như nghĩa vợ tình chồng. Số phận lòng đông Cố Thạch Xuyên ơi, bao nhiêu lời tôi đã nói với ông, là bấy nhiêu tình cảm tôi gửi trọn về ông tất cả. Cho dù mai đây tôi có về quê hương Mông Cổ, nhưng vẫn vương mang một khối tình sầu. Tình yêu là một cái gì buồn bã, ta khuyên nàng hãy cố mà quên. Đời tôi chỉ yêu một người và chỉ một lần thôi, cho dù tôi có chết cũng không bao giờ quên được. Người con gái nào cũng thường ca tụng tình yêu và luôn luôn tỏ ra rằng mình chung thủy, nhưng cuộc đời có nhiều thay đổi, thì lòng dạ con người làm sao tránh khỏi đổi thay. Tôi sợ đàn bà vì tất cả đều giống như nhau, nay họ nói yêu kẻ này rồi mai là chạy theo kẻ khác. Nghĩa thuế chung đối với họ là bạc vàng châu báu, còn hạnh phúc tình yêu là chức tước uy quyền. Thôi xin đừng nói tiếng tôi, xin đừng tạo thêm sóng gió cho đời tôi khốn khổ, vì hiện tại tôi chỉ là tên mã phu hèn hạ đang đợi lệnh khởi hành đưa tiễn một người đi. À Khắc Thiên Kiều, em hãy sửa soạn lên đường về Mông Cổ. Mã phu sao giờ này chưa chịu khởi hành? Dạ, còn đợi lệnh tiểu thơ. À Khắc Thiên Kiều, em còn đợi gì nữa chứ? Không, em không về. Em không về Mông Cổ. Tại sao? Tại sao em dám cãi lời phụ thân? Kể từ giây phút này, hắn chỉ là một tên mã phu. Phụ thân đã bắt hắn suốt đời làm nô lệ. Cố Thạch Xuyên. Tiểu thơ, ngựa đã thắng yên cương sẵn sàng, và tôi đang chờ
đỡ linh. Nếu em không về Mông Cổ thì tên mã phu này sẽ bị trừng phạt đúng theo luật rừng xanh. Trời, cô đàn sư. Nếu tiểu thơ còn thương xót cho cuộc đời tên nô lệ thì tiểu thơ nên về lại với quê. Tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiên bại rồi, đành chịu bó tay thôi. Người tiến đưa ta trời lớn cao, em hãy lo tu xếp lên đường. Mai một đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sum và anh sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường hoang sang còn xa xăm nhiều vợ ơi, ngựa chồng chân đang đi rõ bên ngoài. Xin tiểu phố bấy nhiêu, một bước xa rời lòng chợt thấy quặn đau. Tiểu thơ, xin tiểu thơ hãy lên đường. Á Khắc Thiên Kiều, em không nên chậm trễ. Anh chú Sa, em sợ lại đây. Và nếu chết, em muốn được chết cùng chàng. Á Khắc Thiên Kiều, tiểu thơ, nhà ngươi hãy ra ngoài đợi lệnh, trong chốc lát sẽ lên đường. Dạ thưa. Đi. Thưa dân. Cố Thạch Xuyên. À Khắc Thiên Kiều, em đã cãi lệnh. Em không làm cách nào hơn được. Em đã yêu người ta rồi. Em đã yêu người ta. Trời ơi, thì ra anh vẫn là người chiến bài. Chú Sa, anh muốn nói. Em đã làm khổ cho anh. Em đã làm khổ cho anh. Tại sao? Tại vì. Tại vì sao? Tại vì anh đã yêu em. Hả? À Khắc Chu Sa, anh yêu em. Anh điên rồi phải không? Tại sao anh lại nói yêu em? Tại sao lại yêu một đứa em cùng chung dòng máu? Anh Chu Sa, anh điên rồi. Anh điên rồi phải không? Anh điên rồi phải không? Phải. Anh đã điên vì mười mấy năm nay. Muốn nói tiếng
một lần dám nói. Để đến hôm nay không còn gì nữa cả khi em đã dẫm chân lên bôi xóa một thiên đường. Giấc mơ xưa chỉ còn lại đống đó tàn, anh không biết phải làm gì hơn nữa là cầu xin cho mình được chết một lần. Trời ơi, một võ tướng kiêu hùng đã từng ngang dọc mà đến giờ này phải phổ lý. Anh nói ra đây những lời thầm kín rồi thiên thu tâm đến nghẹn lời. Trời ơi, tại sao anh lại dám nói tiếng yêu? Yêu một kẻ đã cùng anh chung dòng máu thịt mà anh cho rằng không có tội. Không, anh không có quyền nói tiếng yêu em. Thì chúng ta cùng chung dòng máu mủ. Anh điên rồi phải không? Thiên Kiều ơi, mười mấy năm qua cha già anh đã giấu cho em một sự thật. Anh với em không cùng chung máu thịt và tên của em không phải là Thiên Kiều. Trời, thật vậy sao anh? Em là đứa con nuôi mà cha thương mến yêu chiều. 17 năm trước cha đã cứu em trên sông Hoàng Hà, sống dậy gần gũi bao ngày anh đó mất một tình yêu. Em vô tình làm anh buồn tủi biết bao nhiêu, anh muốn gào thét to lên rằng anh yêu em tha thiết. Vì giữa chúng ta không cùng chung ma quyết, từ thuở sơ sinh đã khác biệt cõi nguồn. Sơ, mày đã phản bội tao. Cha, có thật như thế không cha? Không phải không phải là người mang dòng họ A Khắc. Cha, cha muốn xử con như thế nào cũng được, nhưng xin cha xác nhận con yêu Thiên Kiều, không phạm tội loạn luân. Cấp mày lại. Cha, bao nhiêu đó chưa đủ hay sao thằng khốn nạn? Mày đã tạo ra bao nhiêu sóng gió cho gia đình này. Mày hãy cơm đây. Điều lại tao sẽ giết mày. Cha, đi. Vâng, con đi để cho cha vừa ý. Và nếu con có chết, con cũng không ân hận gì đã cãi lệnh cha. Chỉ xin cha một điều là hãy tha tội bất hiếu. Xin dạ biệt. Cha, cha ơi, con xin cha hãy cho con biết sự thật. Có phải con là người không phải mang dòng họ ác khắc, có phải không cha? Hãy cho con biết sự thật. Cha, Thiên Kiều, giờ lúc này thì cha cũng giấu giếm con làm chi nữa. 17 năm trước cha đã cứu con trong cơn sóng dữ muôn trùng. Trên dòng bão đồng giữa hoàng hà. Trời ơi, như vậy là quá thật rồi. Con là một đứa con rơi, còn cha mẹ ruộng của con giờ sống chết ra sao? Cha chỉ biết là bão đâm một thuyền buồm, cha chỉ kịp cứu con. Còn bao nhiêu vui trong lượng sông trùng. Trời ơi, cha mẹ con đã chết rồi, đời con quá bơ vơ. Dù con đã tận tường sự thật, cha
vẫn thương man ở trong lòng. Vạn tạ ơn cha. Thôi, con hãy vào trong nghỉ đi. Cha, cha sẽ truyền lệnh hủy bỏ chuyên về Mông Cổ. Giờ hơn lúc nào hết, cha cần có con ở bên ta. Con hãy cố gắng nghe cha đi con. Vâng, con vẫn nghe lời cha dạy. Trời ơi, trời ơi, nó đã biết rồi sự thật. Tôi lại rời, lại trời cho nó đừng bỏ rơi tôi. Chết! Tại sao nhà ngươi ám sát ta? Nhà ngươi chỉ là thằng khốn nạn. Nhà ngươi bắt vợ ta làm vật hy sinh cho bọn người Mông Cổ. Vợ của mày. Phải. Nàng tên là Hạ Lan Bình. Nàng đã bị bọn Mông Cổ giày vò thân xác, khiến cho nàng tủi nhục nên đã cắn lưỡi quyên sinh. Và ta đã thề trước vong linh, ta sẽ trả thù. À Khắc Lữ, mày phải chết. Bất tài, vô dụng. Dạ, bẩm tướng quân. Dễ dây, Huy đến nơi rồi. Tính mạng công tử hiện mỏng manh như chuông treo đậu trí. Hả? Nói làm gì? Nó ở đâu? Nói. Chu Sa công tử một mình một ngựa khi về hướng quân Tây Hạ, có lẽ lọt vào vòng dây. Trời ơi, thằng khốn nạn nó làm khổ ta nữa rồi. Ta sẽ đi ngay lập tức. Và ngươi hãy mang xác tên này dứt bỏ ngoài đồng khô. Tuân lệnh. Cô Thạch Xuyên, tôi đã mở xiềng cho ông. Ông ấy mau rời khỏi nơi đây lập tức. Cổng thành đang ở ngoài kia trước mặt. Và ngựa tốt tôi đã cột sẵn sàng ngoài gốc cây kia. Ông hãy lên yên tẩu thoát. Tiêu Kim Yến, nàng hãy cùng trốn theo ta về Tây Hạ. Tôi... có tôi theo chỉ làm bận biểu bước chân ông. Ông hãy về đi, để lo cho nghiệp cả chưa thành. Đừng nghĩ đến tôi, một kẻ đã chịu nhiều cay đắng. Nàng giận ta. Tôi ghét ông nhiều lắm. Tại sao? Vì ông đã say mê tình yêu mà quên đi bổn phận. Ông dám mạo hiểm vào đấy chỉ vì ông đã yêu một người con gái Mông Cổ. Và ông bị bắt cũng chỉ vì cô gái đó mà thôi. Không, Tiêu Kim Yến, nàng đã hiểu lầm. Phải, hơn một lần tôi đã lầm trong tình cảm, cũng như một lần tôi chuốc lấy khổ đau. Nàng muốn nói gì? Tôi muốn nói rằng tôi khổ đau riêng tôi mà ai nào đâu hay biết, mang mãi trong tâm tư một tình yêu chẳng dám nói ra. Khi đã yêu thương nhau, người ta thường hay ao ước.
sao ước cho mai sau cùng ai nên nghĩa tóc tơ. Nhận lấy khổ đau, tôi biết thế mà vẫn không sao tránh khỏi. Cho nên giờ đây tôi mới âm thầm nuốt lệ, cay đắng bờ môi và cay đắng cả linh hồn. Cổ Thạch Xuyên, nếu ông có về được đến quê hương và nếu ông có gặp lại người mẹ già tóc bạc, hãy nói với mẹ tôi rằng tôi đã chết, để cho người mẹ hiền đừng ngóng đợi tin con. Không, không thể được. Cô nương phải theo tôi về Tây Hạ. Tôi đã hứa với lão bá rằng bằng bất cứ giá nào tôi phải cứu cho được cô nương. Mẹ tôi, mẹ tôi đã nói với ông như thế nào? Người có nhờ tôi giải cứu cho cô nương, nhưng tôi bất tài nên đêm qua mới bị người ta bắt được. Thì ra ông mạo hiểm vào đấy. Lúc này không phải là thời gian kể lễ. Cô nương hãy theo tôi mau thoát khỏi nơi đây. Đứng lại! Một kẻ lăng loàn và một người phản bội, các người định đi đâu? Mã phu, sao nhà ngươi không đợi lệnh đưa ta về Mông Cổ mà nhà ngươi đưa kẻ khác đi đâu? À, Khắc Thiên Kiều. Thôi, nhà ngươi đừng biện bạch cho thất công. Khi nơi đây câu chuyện đã rõ ràng, nhà ngươi định đưa người yêu thoát khỏi nơi này. Vậy mà ta đã tin nên bị người dối gạt, và ta đã lầm bị toàn tính chuyện yêu đương. Người Mông Cổ hôn mang chỉ biết mua gươm ngoài chiến trận, thì làm sao có được một tình yêu chân thật mà đòi kết nghĩa kết tình với người Tây Hạ chúng ta. Nàng kia, hãy cấm đi, đừng tỏ ra mình hơn thiên hạ. Hoàn cảnh này đấy, chưa biết ai là người thắng bại. Tôi chỉ khuyên cả ai đừng vội nóng, vì tất cả tội tình là do ở một mình tôi. Tôi muốn hỏi ông tại sao phản bội kẻ yêu mình. Ông không nhớ gì lời ông nói với tôi. Nếu nghĩ rằng ta là kẻ phản bội lọc lừa, thì ta xin quỳ xuống nàng ai giết ta đi. Đòi lại những giọt máu chung tình mà tôi đã gửi trao chung từ đêm tương ngô. Đòi lại nơi ông cả tình yêu và hơi thở mà ông đã vay mượn của tôi để san sẻ cho người. Tôi chưa thể quên ông mà ông vậy mà ông đối với tôi quá bạc bẽo vô tình, nỡ xem tình tôi như một trò vui, một trò vui của người khách lạ qua đường, ngắt cánh hoa thơm mà không hề thương tiếc. Ta không biết nói với nàng lời nào cho phải.
của một kẻ phản bội, lời của một con người bạc nghĩa, dung ân. Ông còn muốn nói lời gì nữa chứ? Không, ta muốn nói vì nàng một lời nào đó, lời cuối cùng cho một tình yêu buồn bã, hay lời ta từ nhau trong giây phút biệt ly này. Nàng đừng xem ta như một kẻ bạc tình, nếu phải cách chia nhau thì đó là do nơi định mệnh, và chúng mình chỉ là nạn nhân thôi. Thiên Kiều ơi, nếu nàng nghĩ đến tình ta, và nếu mai đây chúng ta không còn gặp gỡ, thì xin nàng đừng nghĩ rằng ta bội bạc mà phụ bỏ ân tình đối với kẻ mình yêu. Trời ơi, thật sự Tướng Quân yêu người Mông Cổ. Tiêu Quân ơi, thật tình tôi có tội vì tôi yêu kẻ thù, nhưng mà trời ơi, tại sao không thể nào tôi quên được? Phải, ông làm sao quên được khi hình ảnh của cô gái kia được ông khắc sâu vào tim ông, và tình yêu này làm ông mất lý trí, không còn nhớ gì đến đất nước quê. Cụ Thạch Xuyên, ông đã lợi dụng xương máu của bao quân để tạo dựng riêng cho mình một lâu đài tình ái, họ đứng lên vì không muốn dân mình biến thành nô lệ, họ nằm xuống là muốn bảo vệ đất đai này cho con cháu về sau. Vậy mà ông nỡ rời bỏ những chiến hữu thân yêu, đã chạy đuổi theo một mối tình vô vọng. Kể từ đây ông đừng về quê hương nữa, mà hờn tuổi vong linh những kẻ bạc phần. Phải, không một ai được trở về Tây Hạ. Nàng cũng giết chúng ta chăng? Hãy chờ xem. Quân, nhớ đưa bà lão lúc nãy vào đây. Tướng lĩnh, kìa, lão mẫu. Kìa, Yến, mày đó hả Yến? Mẹ, mẹ vào đây làm gì? Mẹ không biết nơi này nguy hiểm lắm hay sao? Nguy hiểm cách gì mẹ cũng không sợ, mẹ chỉ sợ mất con nên mẹ lặn lội tìm con. Cấm miệng lại! Nơi đây không phải là chỗ để cho các người khóc than kể lệ, mà là chỗ để trừng trị kẻ cứng đầu. Hãy nhận lấy cực hình! Quang! Phụng ơi, nếu con được lớn khôn là do hột lúa dưỡng nuôi của người Mông Cổ, thì xác thân và tiệm mốc của con được tạo ra là bởi do công cha mẹ sanh thành. Sao con vội xuống gươm dứt bỏ tình thâm mẫu từ? Nếu không có mẹ cha thì hôm nay làm sao con nên hình nên dạng? Cũng như không có đất trời thì làm sao nghe có được nắng mưa? Lan Y, lão Lan Y nói gì ta không hiểu? Có phải chăng là lão đã nổi cơn điên? Sao lão lại hồ đồ nói những chuyện không đâu? Suốt mười mấy năm trời cha không dám hở môi, nhưng đến giờ đây thì cha không thể nào im lặng. Khi nhìn thấy con mình con giết chết người mẹ đáng thương. Ông nói sao? Tôi chưa hiểu gì trong lời lẽ của ông.
thật hay chăng? Có phải tên nó là Tiêu Kim Phùng? Mẹ, như vậy thì đây chính là cha của con rồi. Cha, con là Tiêu Kim Yên, là con ruột của cha đây. Phải, mười mấy năm nay gia đình mình thất lạc, cho đến bây giờ cha con chồng vợ mới gặp nhau. Lão Lan Y, lão vừa nói gì? Ta nói rằng con là con ruột của ta và người đàn bà đáng thương đó. 17 năm trước, A Khắc Lự đã cứu sống cha con ta trong lần đắm thuyền bảo động. Hắn đem cha con ta về nuôi dưỡng và buộc ta không được nhìn nhận con. 17 năm ta nhốt kinh trong lòng, nhưng đến nay thì không được nữa rồi. Con thật sự là Tiêu Kim Phụng. Tiêu Kim Phụng. Cha, cha, cha ơi. Phút giây sum họp, lệ trào lên mắt bấy lâu tàn mặt mà lòng dời xa. Tấm thân lưu lạc từ thời thơ ấu, cội nguồn không nhận ra. Ôi Tiêu Kim Phụng con à tôi, gặp con đây rồi cứ ngỡ trong mơ. Đã từ lâu mong có được ngày này, ôm con vào lòng khẽ gọi tiếng con ơi. Mẹ, con Phụng. Mẹ, mẹ cho con quỳ xuống đây như một tín đồ phạm tội. Mẹ hãy nhìn nhận và tha thứ cho con, một kẻ mất cội nguồn đang quay về đất mẹ. Mẹ, con hãy đứng lên đi. Mẹ không hề trách con một điều gì cả. 17 năm nay mẹ chỉ cầu mong con còn sống, để có ngày mẹ con mình gặp mặt lại nhau là đủ vui rồi. Mẹ, con, Chị hãy tha lỗi cho em, một đứa em khôn nạn đã tranh giành tình yêu với người chị hiền đau khổ. Không, em không có lỗi gì cả. Lỗi cũng do chị một phần. Thôi, gia đình mình đã sum họp, chị sẽ xin với mẹ cha tác hợp tình yêu của em và Cổ Thạch Xuyên. Không, chị đừng nói thế. Phụng, em cũng được cái lời chị. Không sống rồi, A Khắc Lữ đã về đến. Đừng Tướng quân, chống cự vô ích lắm. Tướng quân, công tử chết rồi sao? Anh chưa sao?
Lan Y, lão đã thất tín với ta rồi phải không? Dân, lão đã thất tín, lão không giữ được lời cam kết với tướng quân. Tướng quân cho xử tội lão, nhưng đừng phiền giận lão, vì lão, lão không thể để cho con Phụng nó giết mẹ nó, hành hạ chị của nó, cũng như là dân tộc dông nòi của nó. Dưỡng phụ, con trọn đời nhớ ơn dưỡng phụ. Và nếu như dưỡng phụ còn thương con, xin dưỡng phụ hãy ban ân huệ xuống cho gia đình con nghe dưỡng phụ. Ta mất hết cả rồi, ta mất hết cả rồi. Dạ, bọn người kia phải xử lý như thế nào? Xin tướng quân ban lệnh. Hãy mở cổng thành và bảo bọn họ ra đi, đi cho thật xa, đi cho khuất mắt ta. Đi đi, đi hết đi. Dưỡng phụ, dưỡng phụ, con hãy đi đi, đi với những người thân yêu và ruột thịt của con. Đi ngay bây giờ, đừng để cho cha kịp giờ đổi ý. Thiên Kiều, đi đi. Thôi ta đi con.